Sáng ngày 8 tháng 6, 2024, tại chùa Rí Đức, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đã khai mạc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên với chủ đề gieo hạt từ bi lần thứ 2 năm 2024. Chứng minh lễ khai mạc có Đại Đức Thích Tánh Bình, Phó Ban Kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Tân, Thượng tọa Thích Huệ Thuần, Ủy viên Thường trực Ban Trị Sự tỉnh, Cố vấn Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Tân, Thượng tọa Thích Tịnh Hòa, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Ban Trị Sự tỉnh Vĩnh Long, các ban chuyên môn Ban Trị Sự huyện Bình Tân. Tham dự còn có bà Văn Thị Tiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng quý mạnh thường quân, quý phụ huynh và hơn 80 thanh thiếu niên cùng về tham dự. Mở đầu chương trình, Thượng tọa Thích Huệ Phổ, trụ trì chùa Trí Đức, trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc cho biết, khóa tu mùa hè nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong mỗi kỳ nghỉ hè, giúp các em hoàn thiện bản thân, hoàn thiện nhân cách, đưa giáo lý căn bản của đạo Phật lồng ghép vào khóa tu nhằm hướng thượng hướng thiện cho thế hệ trẻ. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông qua báo cáo về công tác chuẩn bị thông qua nội quy chương trình của khóa tu. Được biết, khóa tu mùa hè chủ đề gieo hạt từ bi được sinh hoạt trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10 tháng 6 2024, có 80 em học sinh, sinh viên tham gia. Ngoài các trò chơi lớn hướng đến tình cảm gia đình, đạo đức và đoàn kết, khóa tu còn hướng dẫn các bạn phương pháp thực tập an trú tự thân để xây dựng đời sống tỉnh thức.